Và cuối cùng thì phiên bản Minecraft 1.21.2 cũng đã ra mắt với vô số những tính năng phải gọi là cũng cũng độc đáo. Yeah, nó không phải một phiên bản quá lớn để chúng ta có thể trông đợi quá nhiều thứ. Thì hôm nay mình sẽ tóm lược hầu hết những cái đáng kể, đáng nói ở trong cái phiên bản lần này. Cái thứ mà mình muốn nói đầu tiên là một trong những cái ổ có cục slime nó mất tiêu rồi. Ở đây khối chất nhờn. Đây, thứ đầu tiên mà mình muốn nói tới đó chính là cái cục slime này. Công dụng của khối slime là sẽ tưng lên khi mà chúng ta đáp xuống nó khi mà ở một độ cao nhất định, hoặc là cao cao bao nhiêu cũng được. Yeah. Tuy vậy, ở trong những phiên bản cũ, nếu anh em mà rớt xuống á, nhấn ship thì anh em sẽ không tưng lên nữa, và đi kèm với đó sẽ nhận một lượng sát thương tương đương. Nói chung là rơi càng cao thì sát thương càng lớn, đồng nghĩa việc là kiểu gần như là anh em đáp xuống mặt đất như thế này nè. Nói chung là nếu anh em muốn sống thì đừng bao giờ giữ ship khi mà chúng ta đáp xuống cái mặt phẳng có chứa block slime. Tuy vậy thì nó đã hoàn toàn thay đổi ở trong phiên bản 1.21.2. Thực tế là kể từ phiên bản này trở về sau luôn đó. Bây giờ mình sẽ chuyển nhân vật của mình thành chế độ sinh tồn. Và xem đây, chúng ta không mất bất kỳ một cục máu nào cả. Như vậy là sao nhỉ? Đó là bởi vì bọn họ sửa rồi. Bọn họ quyết định là game nên dễ hơn một tí xíu, parkour nên dễ hơn một tí xíu. Thì từ giờ rớt từ trên cao xuống mà thấy cục slime tí dưới thì chỉ cần giữ ship. Yeah, anh em sẽ đáp xuống dưới mặt đất. Và với sự thay đổi này đồng nghĩa với việc cái loại thang mà anh em kiểu để cái xô nước ở phía dưới giống như thế này nè sẽ không còn cần thiết nữa. Anh em sẽ không cần phải đáp xuống dưới mặt nước và đi lên nữa. Anh em có thể đáp trực tiếp xuống đây và đi ra ngoài. Sau này là anh em sẽ gặp nhiều cái loại kiểu gọi là đáp xuống mặt đất bằng cái này hơn là cái mặt nước. Tuy rằng là cái này khó kiếm hơn tí xíu thôi ha. Đó, và đó là cái thay đổi mà mình nghĩ là lớn nhất ở trong phiên bản này. Và tiếp theo, đây, thấy gì kỳ kỳ không? Anh em thấy nó... cái này nó cứ kỳ kỳ đúng không? Đúng, chính xác là cái texture của cái đuốc đá đỏ đã được thay đổi. Nói chung là công dụng vẫn y chang nhưng mà yeah, vẫn cảm giác nhìn nó không có... Ngày trước thì đuốc đá đỏ chỉ là một cái phiên bản khác của cái đuốc thường mà thôi. Từ cái phiên bản này, đuốc đá đỏ đã có một cái kiểu nhìn giống cái bóng đèn á anh em. Nhìn khá là hay ha, nhìn nó giống một dạng bóng đèn. Có nghĩa là nó sẽ gần như là khác hoàn toàn với lại đuốc linh hồn, với lại đuốc bình thường rồi đó anh em. Thêm vào đó nữa, một số loài cá từ giờ đã có phiên bản con của nó. Bây giờ mình sẽ spawn ra con cá heo. Ok, đây là con cá heo. Nếu anh em nhấn vào nó thì nó đã có một phiên bản con của nó rồi đó anh em. Nó không còn là hai con cá heo to bự nữa. Rồi dần dần nó cũng kiểu cái tốc độ lớn của nó cũng như bình thường thôi. Và nếu mà anh em có coi những video trước của mình thì chắc là anh em cũng biết rằng là con mực cũng có phiên bản con của nó. Và con mực phát sáng cũng sẽ có phiên bản con của nó. Đi kèm với đó thì như mấy con này, mấy con salmon này nè, mấy con cá hồi nè cũng có những cái phiên bản kiểu nhỏ hơn của nó nha. Như anh em thấy ở bên kia đó, nó có những phiên bản nhỏ hơn. Đây. À quên nữa, cái bản cập nhật này mang tên là Bundle and Bravery, có nghĩa là túi đựng và sự dũng cảm. Tất nhiên nó sẽ có cái bundle nó nằm ở bên tab nào vậy? À túi à, túi à, đây, đây túi, nó nằm bên tab công cụ và tiện ích. Ở đây là cái này hả? Ok. Đây, nó túi, cái này thì mình cũng có. Cái này thì mình cũng đã từng có giới thiệu về nó rồi. Cách sử dụng cũng như là chức năng của nó thì cũng đã được giới thiệu trong video trước đó. Thế nên mình chỉ lướt qua nhanh thôi. Đây, anh em có thể đựng mấy cái này vào bằng cách nhấp chuột trái ha. Rồi thả nó ra bằng cách nhấp chuột phải, khá là dễ ha. Rồi anh em còn có thể lăn lăn con chuột để anh em lấy nó ra nữa nè. Đó, lăn lăn con chuột để nhấp chuột phải lấy ra. Đó, dễ ha. Nói chung là cái bundle này craft cũng dễ. Chỉ cần anh em cho nó vào một cái gia thuộc nè và một sợi chỉ là thành được cái bundle rồi. Easy game. Đó, nhuộm màu cũng y chang vậy thôi à. Cho cái bột nhuộm màu vào là thành màu khác. Đi kèm với đó thì ở trong phiên bản này cũng giống như là cái video trước mình đã từng nói. Nếu anh em đeo cái đầu bí ngô, ở cái đầu bí ngô đâu mất tiêu rồi ta. Cái đầu bí ngô, cái đầu bí... À đây, đây, cái đầu bí ngô đây. Nếu anh em đội cái đầu bí ngô vào thì ở trên bản đồ anh em sẽ không hiện lên. Nếu mà người cầm bản đồ là bạn của anh em kiểu... Ví dụ nha, anh em là một người chơi khác, đây là một người chơi khác. Thì nếu mà cái thằng cha này nó cầm bản đồ và anh em đội cái đầu bí ngô vào thì anh em sẽ không hiện trên bản đồ của nó nha anh em. Đó, một cái khá là hay nếu anh em muốn kiểu lén 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 sau lưng nó để giết nó giống vậy. Rồi, tiếp theo đó là những thứ liên quan đến Minecraft tính năng thử nghiệm. Thì những cái tính năng thử nghiệm này cũng giống y chang những cái bản pre-release hay là snapshot trước. Thì sao mình lại đặt tên được cho con này nhỉ? Ok. Sao mình lại đặt tên được cho con này nhỉ? Hả? Thì con này thông thường sẽ không đặt tên đã được nha anh em. Lạ thiệt. Có lẽ là do mình chịu hồi ra. Rồi mình đánh nó thử thôi. Ờ yeah đúng rồi, mình chịu hồi ra thì mình đặt tên được. Thông thường thì con Creaking này nó không đặt tên được nha.
Ý từ từ, quái vật cọt kẹt hả? Ha, quái vật cọt kẹt. Ok, một cái tên cũng ổn, nói chung là rất là sát nghĩa. Thì tiếp tục với lại tính năng thử nghiệm. Những cái con quái vật cọt kẹt này, tim của chúng nó sẽ kích hoạt đá đỏ nha anh em. Tim của chúng nó sẽ kích hoạt đá đỏ đây. Để mình chuyển sang time set night để nó chịu hồi ra. Đó, thấy không? Thấy nó vừa hiện lên rồi, nó đụng tiêu rồi, nó đang đây nè anh em. Nó sẽ kích hoạt đá đỏ nếu mà nó... Lại gần đây tí xíu đi, lại gần đây tí xíu. Alo. Alo. Tao thấy mày đang gì? Lô, ấy à, chạy. Ok, tốc độ nó vẫn như thường ha. Thì cái đá đỏ của nó, cái năng lượng sẽ càng mạnh. Đó, tín hiệu sẽ càng mạnh nếu mà nó đứng càng gần cái tim của nó nha anh em. Đó, anh em thấy kìa, nếu mình đi xa tít gần đây rồi nè. Đó, đi rất là xa ha. Thì cái tín hiệu nó còn tí xíu à. Đó, đó là một cái gọi là tính năng khá là hay đối lại tim của con cọt kẹt này. Con cọt kẹt nghe khó chịu nha. Thiệt luôn á, không biết nữa, tôi kiểu con cọt kẹt nghe thực sự là nghe cứ gượng mồm thế nào ấy. Thì tiếp theo đó chính là một cái tính năng kiểu có thể gọi là cũng khá là hay ho, nó sẽ làm thay đổi màu khối mà các bạn chọn. Yeah, giống như thế này hè, nhìn thì nó cũng ảo ảo. Thì cái tính năng này sẽ được bật ở trong phần tùy chọn, cài đặt trợ năng và kéo xuống dưới, nó sẽ nằm ở đường viền khối tương phản. Đó, bật tắt đó, tắt nè, nó sẽ như thế này. Còn nếu anh em bật lại đây, nó sẽ màu như thế này. Cái này thì cũng được, nhìn là kiểu cái viền nó hơi dày à, nhìn hơi khó chịu một tí xíu, nhưng mà nó sẽ khá giống với mấy cái tính năng của cái shader hoặc là mấy cái mod mà anh em sử dụng đó. Đi kèm với đó thì Mojang cũng giới thiệu một cái tính năng mới, đó chính là nếu mà anh em giấu cái màn hình này đi, kiểu ẩn cái màn hình chơi Minecraft đi, thì Minecraft sẽ tự động giảm FPS hoặc là giảm cái tài nguyên tiêu tốn khi mà chương trình khác đang được bật đó anh em. Cái này nó sẽ giống với một số cái mod mà chúng ta hay sử dụng hồi trước cũng có tác dụng tương tự, đó là giảm tài nguyên mà Minecraft tiêu tốn. Nhưng mà với giờ đây nó đã được thêm hẳn vào Minecraft 1.21.2 thì khá là chắc đó là những cái bản mod đó sẽ dường như là không còn chỗ đứng cho riêng mình nữa. Và cái tiếp theo nó sẽ liên quan đến nước, thực tế thì liên quan đến lặn là nhiều hơn. Khi mà anh em xuống dưới nước thì anh em sẽ thấy những cục bong bóng biểu thị cho cái khoảng thời gian mà chúng ta có thể nhịp thở được. Tuy vậy thì bây giờ nó đã có những cái cục bong bóng nhỏ hơn đó, nói chung là để trang trí cho đẹp thôi đó. Tốc độ nín thở vẫn tương đương thôi anh em ạ. À, nó sẽ rung lên đây này nè, nó còn có cái tiếng nữa hay sao á. Yeah, nó còn có tiếng nữa anh em ạ. À, ừ. Wow, một cái tính năng cũng được, nói chung là cũng không cần thiết mấy, nhưng mà có còn hơn không anh em, có còn hơn không. Và đó dường như là tất cả những gì các bạn cần biết về cái bản cập nhật này. Nằm ở sâu trong đó thì còn một số cái tính năng phụ kiểu nhỏ nhỏ và những cái sửa lỗi, tuy vậy thì cũng không quan trọng lắm đâu. Sau cái bản cập nhật này sẽ còn một bản cập nhật khác vào ngày Giáng sinh anh em, trong khoảng cuối mùa đông năm nay. Thì đó, thì Mojang hứa là sẽ có một cái bản cập nhật, và cái bản cập nhật đó sẽ là bản cập nhật chính thức cho cái con The Creaking hay là cái con cọt kẹt này vô nè. Đấy, cái bản cập nhật đó sẽ được đáng được mong chờ hơn là cái bản cập nhật này. Bản cập nhật này hầu hết là cái nhỏ, ngoại trừ cái bundle một cái thì cũng chẳng biết có cần thiết hay không. Và cái cục slam, yeah, cái cục slam một cái thay đổi cách chơi luôn á, gameplay thay đổi đó. Thì từ giờ chúng ta sẽ phải làm quen lại cách mà chúng ta tiếp cận với lại cục slam khi mà chúng ta nhảy trên cao xuống ha. Chúng ta sẽ phải giữ ship nha anh em. Nếu chúng ta không cần thiết phải tưng lên thì chúng ta sẽ giữ ship, không chết đâu mọi người ạ, yên tâm. Ok, cảm ơn mọi người đã dành thời gian ra xem video này, và chúc anh em có một buổi tối tốt lành. Hẹn gặp lại anh em vào những video sau nha. Bye bye.